Thưa quý vị, nhằm hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện toàn quốc vào sáng ngày 27 tháng 5, thì công đoàn công ty truyền hình cáp SCTV đã tổ chức thành công ngày hội hiến máu nhân đạo năm 2020 tại sân vận động Hoa Lư, số 2 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Sau hoạt động ý nghĩa này, nhiều đơn vị máu đã được chuyển đến ngân hàng máu thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ cho công tác cứu người. Con nhiệt tình, con tin yêu, còn đôi môi ta còn hát, còn con tim đang tuổi xuân, bản thân ơi sao còn ngại ngần, bao người đang chờ chúng ta, tấm lòng nhân ái. Thưa quý vị, ngay từ sáng sớm ngày hôm nay thì đã có hàng ngàn cán bộ, công nhân viên, khách hàng của công ty truyền hình cáp SCTV đến đây để tham gia chương trình ngày hội hiến máu nhân đạo SCTV được tổ chức thường niên với tinh thần tương thân tương ái. Mỗi giọt máu cho đi là tiếp nối của sự sống. Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Với chủ đề Một giọt máu cứu một người, ngày hội hiến máu nhân đạo SCTV năm 2020 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hàng ngàn người là cán bộ, công nhân viên công ty, các khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình cáp và internet của SCTV cùng với người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cô xem trên tường hình, nhưng mà cứ mỗi năm là cô lại đồng hành với SCTV vì cô thấy là chúng ta cần phải có chung một cái tấm lòng. Đó, mình có một cái tính nhân văn nhất, hiến máu là để cứu một mạng người và giúp cho cộng đồng của mình có một cái sự sống tốt đẹp hơn. Đây là lần thứ 3 mình đi hiến máu tại ngày hội hiến máu tại SCTV. Một giọt máu cứu một người, tại sao không? Thực tế thì trong gia đình nhà mình thì đã có rất nhiều người bị lâm bệnh nặng, và mỗi lần vào trong bệnh viện thì mình đã thấy là được chuyển rất nhiều máu. Những lúc như vậy thì mình nghĩ rằng là nếu như không có những người hiến máu tình nguyện thì người nhà mình sẽ ra sao? Và từ đấy trở đi thì mình đã nghĩ rằng là cứ có sức khỏe và đảm bảo điều kiện thì mình sẽ đi hiến máu. Theo thống kê, từ năm 2012 đến nay, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình cáp SCTV đã 9 lần tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với sự tham gia của hơn 4.700 lượt cán bộ, nhân viên, thu về hơn 4.000 đơn vị máu, góp phần phục vụ công tác cứu chữa người bệnh. Tương thân tương ái, giọt máu cứu người, thì đây là một cái truyền thống mà tốt đẹp của SCTV. Hàng năm chúng ta đều đã tổ chức. Thì hôm nay là tại thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ công nhân viên đã tự nguyện đến để mà đóng góp những cái giọt máu quý báu của mình góp vào trong quỹ của cái hội huyết học thành phố Hồ Chí Minh. Đấy là cái nghĩa cử là vô cùng tốt đẹp, và chúng tôi mong rằng năm sau tổ chức tốt hơn nữa và nhiều người hơn nữa, và có thể chúng ta cũng kêu gọi không những là SCTV mà đại gia đình SCTV, những người thân của cán bộ công nhân SCTV cùng đồng lòng với chúng ta để mà hiến máu để cứu người. Tham dự ngày hội, có trường hợp mới lần đầu tiên hiến máu, nhưng cũng có những người đã hiến máu lên đến hàng chục lần. Tất cả đều rất phấn khởi và tự hào bởi họ đã góp phần vào việc giải quyết tình trạng thiếu máu của nhiều bệnh viện sau khoảng thời gian cả nước thực hiện giãn cách xã hội. Nhiều hoạt động, trong đó có việc hiến máu, không thể diễn ra do dịch bệnh. Thưa quý vị, nhân dịp này thì những người thực hiện chương trình Nhịp Sống hôm nay cũng đã có dịp gặp gỡ với hai gương mặt tiêu biểu trong hoạt động hiến máu nhân đạo của SCTV. Tôi rất là vinh dự được nhận được cái bằng khen của từ Tổng Giám đốc. Thì đây là lần hiến máu thứ 32 của tôi. Tôi rất mong tất cả các cán bộ công nhân viên SCTV và những người mà là bên ngoài với SCTV cùng nhau hỗ trợ, nếu có sức khỏe thì tạo điều kiện để hiến máu thường xuyên để giúp đỡ cho cộng đồng. Lần đầu tiên mình đi hiến máu là do mình sinh hoạt ở cái đoàn ở phường xã ở khu nhà mình, thấy nó có rất là nhiều ý nghĩa. Mình làm tại SCTV thì SCTV mới tổ chức những cái ngày hội hiến máu này thì cho mình có cơ hội để mình đi hiến tiếp. Sau ngày hội hiến máu nhân đạo SCTV năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh, đã có nhiều đơn vị máu được thu về. Toàn bộ số máu này được Trung tâm Hiến máu nhân đạo thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận để phục vụ cho công tác cứu chữa người bệnh trên địa bàn thành phố. Hoạt động hiến máu tình nguyện này nó là một cái việc làm hết sức là tốt đẹp. Nó lan tỏa cái truyền thống nhân ái của người Việt Nam. Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp được cả xã hội hưởng ứng.
và đối với công ty truyền hình cáp SCTV. Hoạt động này còn là một nét văn hóa của doanh nghiệp được tổ chức thường niên, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng. Tập thể cán bộ công nhân viên SCTV hy vọng rằng những giọt máu ấm vừa cho đi sẽ góp phần tiếp sức để người bệnh vượt qua cơn hiểm nghèo. Hiến máu chớ ngại ngần chi. Năm nay, mặc dù cũng phải chịu những tác động của dịch Covid-19, nhưng Ngày hội Hiến máu nhân đạo SCTV vẫn diễn ra sôi nổi. Thông qua hoạt động này, tập thể cán bộ công nhân viên SCTV luôn mong muốn được chia sẻ những giọt máu nghĩa tình của mình, đồng thời góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp hiến máu cứu người trong cộng đồng.